Là địa chỉ 143 đường khu liên khu 56 thì mình có quay một cái hình ảnh khá là đẹp một buổi sáng. Các bạn thấy buổi sáng không các bạn? Vâng, trời cũng vừa mưa đó, vừa lắc thì nắng lên, mình có được một cái hình ảnh rất là đẹp mà một cụ bà mình đoán rằng là khoảng 70 tuổi, hơn 70 tuổi nha các bạn. Để nữa mình sẽ hỏi các bạn có giọng hát rất là nội lực. Vâng, công việc của bà ngày là bán những cái vật dụng nhà bếp này nọ hay là phục vụ đây những cái đồ dùng thường ngày? Nói công việc của bà các bạn cũng biết rằng là bán những đồ nhà bếp. Khách ủng hộ rất là nhiều. Bà năm nay bao nhiêu tuổi bà? 71. Chính xác các bạn, mình đoán không lầm là 71 tuổi nha các bạn.